Xin kính chào các đồng chí, kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các đồng chí và quý vị trong chương trình luận đàm ngày hôm nay với chủ đề Phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ thiếu trách nhiệm. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì một trong những nhiệm vụ giải pháp được Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nêu rõ là mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý. Tuy vậy, để đo được trách nhiệm và xác định rõ cán bộ thiếu trách nhiệm lại vô cùng khó khăn, thách thức. Thực tế cho thấy là chỉ đến lúc cán bộ có sai phạm lớn, bị kỷ luật, bị truy tố mới xác định được họ đã thiếu trách nhiệm. Và trong chương trình luận đàm ngày hôm nay, các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ cùng phân tích rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho thực trạng này. Vâng, đồng hành cùng với chương trình, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên, giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ. Và vị khách mời thứ hai, luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng. Lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng đến với một phần tổng hợp đáng chú ý để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 2 năm 2023, thông tin trên báo chí, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong vòng một tuần nữa, bệnh viện này không còn hóa chất để sử dụng cho những xét nghiệm đơn giản như công thức máu. Bệnh viện đã đưa ra 3 phương án giải quyết. Phương án thứ nhất là mua máy. Theo lý giải của người đứng đầu đơn vị này, một máy xét nghiệm trị giá nhiều chục tỷ đồng sẽ đi kèm với hóa chất của hãng đó. Do đó, khi đấu thầu để mua hóa chất sử dụng cho máy thì rơi vào tình trạng chỉ có một hóa chất, tức là phải chỉ định thầu. Điều này vi phạm pháp luật nên không thể làm theo phương án này. Tiếp theo, phương án thứ hai là thuê máy. Cũng giống như phương án trước, vì hóa chất cũng đi theo máy nên không thể thực hiện được. Phương án thứ ba là liên doanh, liên kết để có thể sử dụng hóa chất. Nhưng hiện nay, không có quy định nào của pháp luật về nội dung này. Do đó, bệnh viện rơi vào tình trạng cấp cứu của cấp cứu. Nếu không được tháo gỡ kịp thời thì không hoạt động được. Tiếp đó, ngày 24 tháng 2 năm 2023, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi đến Bộ Y tế về việc không đủ hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cần thiết cho hoạt động khám chữa bệnh, khiến bệnh viện đang phải đối mặt với nguy cơ tạm ngừng hoạt động. Các khó khăn trên xuất phát từ bất cập trong quy định về đấu thầu. Cụ thể, bệnh viện này không có đủ 3 báo giá theo quy định để thực hiện đấu thầu, mua sắm mới trang thiết bị y tế và sửa chữa, bảo trì. Trước đó, theo tờ trình của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ, có 28 trên 34 sở y tế và 12 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc. 26 trên 34 sở y tế và 15 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất. 14 trên 34 sở y tế và 8 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế. Ngày 26 tháng 6 năm 2022, trình bày trách nhiệm của Bộ Y tế trước báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong thời gian qua, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiến hành từng bước ủy quyền, phân cấp thẩm quyền, mua sắm để giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là một số lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập có tâm lý e dè, thận trọng hơn trong công tác đấu thầu, mua sắm. Điều này khiến cho họ có tư tưởng cầm chừng, chờ đợi và không dám mua sắm, dẫn tới mua sắm đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế bị chậm lại. Kết quả là một số cơ sở điều trị thiếu thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh một nguyên nhân chủ quan dẫn đến thiếu vật tư y tế là do một số đơn vị chưa chủ động trong lập kế hoạch mua sắm kịp thời trước khi hợp đồng mua sắm năm trước hết hạn, trong khi thời gian làm thủ tục đấu thầu dài, thường mất từ 4 đến 6 tháng, chưa kể trường hợp có thể phải hủy, đấu thầu lại, dẫn đến chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Thực tế trước đây vẫn có tình trạng khi thiếu vật tư y tế, các đơn vị thường vay mượn để sử dụng trước và trả sau, nhưng hiện nay không thực hiện được cách làm này. Thưa các vị khách mời, theo khoản 1 điều 22 luật đấu thầu năm 2013 thì có cho phép 6 trường hợp chỉ định thầu. Trong đó thì có gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn, hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề. Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thức về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác. Vậy thì các vị khách mời có thể luận giải vì sao người đứng đầu Bệnh viện Việt Đức vẫn nêu việc không được chỉ định thầu là chính đáng của tình trạng hóa chất, xét nghiệm bị thiếu ạ? Cái việc dự thầu, chỉ định thầu rồi quyết định ai trúng thầu vân vân, trong thời gian vừa qua thì ta cũng là có nhiều cách làm mới, nhưng mà nó cũng nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là khi mà có cái chỉ định thầu thì thiếu cái tính cạnh tranh, cho nên là có cái sự bắt tay giữa cái chủ đầu tư và cái người tham dự thầu, và làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như là có thể đội giá lên cao. Và đặt ra trong cái chương trình này là liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu thực hiện những cái việc này như thế nào. Thiếu trách nhiệm là rõ rồi, chắc chắn như thế rồi. Anh không hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu năm đất nước giao cho anh, là anh đứng đầu một cái bệnh viện. Tôi là ví dụ, tôi chưa nói bệnh viện nào hết. Bây giờ đến lúc bệnh viện chữa bệnh cũng bình thường, dịch qua rồi mà. Mà anh bảo thiếu máy móc, thiếu trang thiết bị, thiếu hóa chất, thế thì bấy lâu nữa ở đâu? Thế không phải bấy lâu nữa anh nhờ anh liên kết, nói một từ đẹp liên kết, hoặc hai là anh bắt tay với các cơ sở khác, các chỗ khác đó. Hoặc là anh có thể nhận tài trợ cái nào đó anh mới có. Thế thì bây giờ cái khoản này đâu? Khoản này bây giờ người ta đang chống tiêu cực, cái cắt cái đường ấy thì là anh bỏ tay luôn, đúng không? Anh bỏ tay luôn, anh không chữa được bệnh cho dân, anh không bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nếu chúng ta dẫn chiếu từ thực tiễn đối với quy định trong luật đấu thầu, thì trong thời gian Covid-19 của chúng ta hơn 2 năm, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy chính là một trong 6 trường hợp mà nằm trong chỉ định thầu. Và đến thời điểm hiện nay, nếu như trong trường hợp nó không còn thời điểm dịch gọi là phòng chống dịch nữa, nhưng nếu như trong trường hợp mà nó có cái gói thầu liên quan, là nếu trước đây chúng ta đã triển khai gói thầu đó và nó liên quan một số cái hạng mục điện, một số cái thiết bị, một số cái vật tư mà nó chỉ có một nhà sản xuất mà chúng ta đã đấu thầu trước đó, và nếu đến bây giờ chúng ta hết vật tư đó, hết nguyên liệu đó, thì chúng ta vẫn được quyền để thực hiện công tác chỉ định thầu. Như vậy là nếu xét về góc độ về pháp lý thì đã rất là rõ, và nó cũng đã tạo hành lang cho tất cả các trường hợp nếu xảy ra, kể cả những trường hợp bất khả kháng, để chúng ta có thể thực hiện công tác chỉ định thầu. Đừng đổ lỗi cho cơ chế, đừng đổ lỗi cho pháp luật, bởi vì luật đấu thầu điều 22 quy định rất rõ rồi. Chỉ có điều là chúng ta đã nghiên cứu nó thật kỹ chưa? Chúng ta đã thực sự tận tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình hay chưa? Là những người đứng đầu ngành như vậy mà chúng ta đổ lỗi từ những việc mà ngành chúng ta làm chưa tốt, mà đúng chừng này mà chúng ta đổ lỗi cho cơ chế, thì điều đó nó không thuyết phục. Lĩnh vực khác thì không nói, nhưng liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh thì chúng ta biết rằng liên quan đến sinh mệnh hàng triệu con người đang chờ từng ngày, từng giờ, mà thậm chí từng phút, từng giây để cứu sống họ. Không cẩn thận đó là sự vô cảm thì đúng hơn. Vâng, vậy thì cũng xin được hỏi luật sư Nguyễn Văn Hà, đó là ông đánh giá và nhìn nhận như thế nào khi mà Thứ trưởng Bộ Y tế nêu một nguyên nhân chủ quan dẫn đến thiếu vật tư y tế là do một số đơn vị chưa chủ động trong việc lập kế hoạch mua sắm kịp thời. Và có thể nói đây không phải là thực trạng chỉ có ở lĩnh vực y tế mà còn xuất hiện ở cả những cái lĩnh vực khác nữa. Vậy thì chúng ta cần phải nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của tập thể và các cá nhân đối với cái thực trạng này như thế nào? Đúng, ngành y tế là ngành vô cùng vất vả, khó khăn. Để trong suốt hơn 2 năm đại dịch chúng ta vượt qua như vậy, là ngành y tế là ngành luôn luôn đứng ở tuyến đầu. Cái đó chúng ta phải ghi nhận. Nhưng nếu trong trường hợp mà anh không thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo, nếu như để hiện tượng mà một số bệnh viện thiếu trang thiết bị y tế, thiếu các vật tư như vậy, thiếu máy móc như vậy, thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm đó là người đứng đầu ngành. Chúng ta không thể đổ lỗi cho ai nữa cả. Anh là người đứng đầu, anh thấy anh phải thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành. Nếu như ở đâu thấy đang có những vấn đề ABC, anh phải là người trực tiếp vào trận, phải trực tiếp vào giải quyết các vấn đề đó. Cái gì khó, cái gì vướng mắc, chúng ta tháo gỡ ở đâu, tháo gỡ chỗ nào. Chứ không thể nào có chuyện mà cấp dưới báo cáo lên cấp trên là chúng tôi không thể làm được vì thế này thế kia. Thế là cấp trên cũng lại báo cáo lên cấp trên nữa, lại bảo rằng do thế này thế kia. Cuối cùng là cấp trên cùng mới báo rằng là do hiện nay tình trạng thế này thế kia. Cán bộ công chức viên chức của chúng ta đã làm tốt chưa? Đã làm hết trách nhiệm chưa? Trừ trường hợp anh đã làm hết trách nhiệm rồi, người đứng đầu ở bộ phận đó, ở ngành đó, họ bảo rằng chúng tôi đã cố hết sức đây, qua các khâu ABC, thì lúc đó người ở trên cùng bắt đầu chúng ta phải tìm, điều đầu tiên chúng ta phải tìm ra các cơ chế chính sách để tháo gỡ nó. Sau đó nếu trong trường mà nó vướng nhờ những cái cơ chế khác mà bản thân thủ lĩnh của ngành đó không thể làm được, lúc đó chúng ta mới báo cáo lên trên. Vâng. Vậy theo giáo sư Phan Xuân Sơn thì làm thế nào để chúng ta có thể xử lý cũng như là có thể có được những cái giải pháp phù hợp cho cái câu chuyện thiếu trách nhiệm ở đây? Anh phải giải trình cho được cái trách nhiệm đó. Vì sao anh không làm được? Luật có rồi, đúng không? Luật tôi cho rằng có 6 cái điều về cái chuyện mà chỉ định thầu hoặc là một số cái... thậm chí hiện nay ta có cơ chế cán bộ năng động sáng tạo, 6 giám, người ta còn có bảo vệ khuyến khích mà. Cho nên lấy cái lý do này, lý do kia để anh nói, thì tôi cho rằng ở đây, như anh Hà nói, phải nhìn ở cái chỗ cái trách nhiệm anh đã đầy đủ chưa? Cái thứ hai là cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân của anh nó to quá không? Người ta phát hiện ra đấy là tất cả những cái máy móc ở những cái cơ sở y tế ngoài công lập, thậm chí có cổ phần của một số cái cán bộ của những người ở trong y tế công lập, rồi là kê thuốc kê các thứ, rồi là khám bệnh ấy là kê rất nhiều các cái hạng mục, ví dụ có những cái việc không cần chiếu chụp, ví dụ thế vẫn cứ chiếu chụp. Thế vì sử dụng cho cái máy đấy mà tiền đấy người dân vận đồ đấy, người ta đã bệnh tật, đã khó khăn, đã rất khổ rồi thì mình lại ăn ở trên cái mồ hôi xương máu của người bệnh. Đấy là nó thật trái với đạo lý, trái với đạo đức. Ở đây phải nói cái trách nhiệm của những người đứng đầu phải quy cho rõ và tôi cho là phải xử lý nghiêm minh. Vâng. Như vậy thì có nghĩa là cán bộ đã không làm hết trách nhiệm của mình, chứ chưa nói gì đến câu chuyện đổi mới sáng tạo, đúng không ạ? Chưa nói, tôi chưa nói cái đó. Vâng. Chỉ vì tâm lý e dè thận trọng mà dám đánh đổi cả tính mạng và sức khỏe của hàng nghìn và hàng triệu người dân. Một việc lớn như vậy thì tại sao Bộ Y tế biết mà không kịp thời xử lý nghiêm những cái cán bộ đó? Biết hay không biết là một cái chuyện chúng ta không phải xác minh lại. Bởi vì có những cán bộ thì ở đầu ngành ấy là họ biết hết ở dưới tất cả các cái chuyện to chuyện nhỏ ở dưới thế nào, tiêu cực tích cực người ta biết hết. Nhưng mà người ta không xử lý. Không xử lý bởi vì sao? Bởi vì cái cơ chế nó không có đủ rõ này. Cái thứ hai, lợi ích của người ta nó gắn với những cái chỗ mà người ta phải lờ đi đó, nó có cái đó. Tôi nói là bây giờ cả một ngành y tế mà buôn bán thuốc ung thư giả thì tôi nói là sao nó không biết được, đúng không ạ? Tôi nói thẳng như thế chứ. Cái tiếp theo, cái khó khăn của ngành y tế nữa là cái gì? Cái ngành là chúng ta sống trong cơ chế thị trường, nhưng mà ngành y tế đó là một cái thị trường rất đặc biệt. Nhưng mà cái thể chế cơ chế thị trường của chúng ta đấy thì đã chưa hoàn thiện rồi. Thì trong ngành y tế này càng bộc lộ nhiều cái điều chưa hoàn thiện. Trong ngành y tế khi mà đã có tham nhũng tiêu cực thì cũng khó phát hiện đấy. Bởi vì thuốc thang nhà dân thì có biết mấy đâu. Con cá còn rau là dân tình biết giá cả thế nào chứ. Bây giờ viên thuốc, đặc biệt là cái tên nó dài, tên Latin nó dài như vậy, đọc nó ai biết giá cả thế nào đâu, ông phán thế nào chả được. Máy móc rất đặc biệt, đúng không, đặc biệt liên quan đến tim mạch, tất cả thứ ai biết đâu. Và để phát hiện ra cái chuyện sai phạm thì những người trên đứng đầu đến cao là phải rất có trách nhiệm, phải rất tinh đời, phải đánh giá cho đúng cái thực trạng của ngành y tế, đặc biệt là đúng cái trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có cái ảnh hưởng lớn đến cái hoạt động của ngành là những người đứng đầu. Thì vừa rồi không phải đơn giản mà tự nhiên xử lý tất cả những cái vụ phạm tham nhũng tiêu cực, nó liên quan khá nhiều đến cái chỗ ngành y tế đâu. Mà nguồn lực của chúng ta đầu tư vào y tế có phải nhỏ đâu, đúng không? Và cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành y tế có phải nhỏ đâu. Thì chỗ này tôi cho là phải xem lại cái một là cái cơ chế chung tổng hợp trong xã hội, đặc biệt là lần này có lẽ cũng phải nên tập trung chú ý vào cái chỗ cái ngành y tế này, bởi vì cái ngành này ấy, dân có giàu nữa, có mạnh hay không, là cái chỗ là có sức khỏe không. Mà sức khỏe mà không có mà hay là giao cho những người vô trách nhiệm thì tôi cho rằng là nó nguy hiểm đến cả cái sự phát triển của đất nước, và đặc biệt nó còn liên quan đến cả giống nòi chúng ta đấy. Chúng ta cũng thấy là câu chuyện thiếu trách nhiệm ở đây không phải chỉ là một cá nhân mà nhiều người cùng thiếu trách nhiệm. Vậy thì tại sao nguyên nhân lại có nhiều người tham gia vào cái câu chuyện thiếu trách nhiệm đến như thế? Ở đây chúng tôi đánh giá rằng cái nhìn nhận tâm lý là cái quan trọng. Bởi vì cứ người người, nhà nhà, các cơ quan nhìn nhận à, ngày hôm nay chưa biết làm thế nào cả, thế là nhà nước đã xử lý một cái vụ này rất lớn. Đoạn này, vụ việc này rất lớn, hàng nghìn tỷ. Chúng ta phải tách nó ra. Vì các vụ việc đó thực tế thì nhà nước có xử lý đúng không đã? Bởi vì nếu như trong trường hợp không đúng thì nó mới sẽ tạo tâm lý cho các cán bộ công chức người ta e dè trong việc thực hiện nhiệm vụ. Còn nếu như đúng là khi chúng ta nhìn, chúng ta đọc, chúng ta phân tích, mổ xẻ vấn đề đó ra là một cán bộ công chức, một cán bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, quyết sách một quyết định lớn như vậy, và khi mà chúng ta phanh phui ra thì một số tiền khủng khiếp. Vậy thì vấn đề ở chỗ là gì? Cái điều đó bản thân cán bộ công chức chúng ta có làm không? Nếu chúng ta không làm thì chúng ta không có sợ. Hành lang pháp lý của chúng ta đã rất rõ ràng rồi. Người nào thực hiện nhiệm vụ mà ví dụ vượt quá nhiệm vụ quyền hạn của chúng ta vẫn bị xử lý vi phạm cơ mà. Thiếu trên tinh thần trách nhiệm, chúng ta vẫn xử lý cơ mà. Lợi ích nhóm chúng ta vẫn xử lý cơ mà. Rồi lợi ích cá nhân, thu lợi bất chính chúng ta đều xử lý cơ mà. Chúng ta phải xác định rằng cái đó là người ta vi phạm thì người ta phải chịu. Còn chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ là vì công vụ. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ từng bước chưa? Từng khâu mà chúng ta đều đảm nhận chưa? Mỗi một khâu từng bước tròn vai thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có tình trạng e dè, rồi tình trạng là không dám thực hiện nhiệm vụ, hay là có ý kiến thế này thế kia, hay là chậm trễ về mặt thời gian để dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây từ cái việc mà chúng ta nhìn nhận như vậy thì các cán bộ công chức chúng ta, nếu chúng ta mà đang đảm nhận những vị trí mà chúng ta vẫn tiếp tục tâm huyết với sứ mệnh mà nhà nước giao cho chúng ta, thì chúng ta hãy xem là vị trí vai trò chúng ta làm gì. Chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ đúng chuyên môn của chúng ta. Khi chúng ta hiểu kỹ rồi, chúng ta nắm bắt kỹ rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có ý kiến tham mưu tốt để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bởi cái đó là cái nhà nước chúng ta cần. Chứ còn nếu chúng ta chưa nghiên cứu, chưa xem xét mà chúng ta cứ thấy những cái tin đồn, thấy chỗ nọ sự việc kia, cuối cùng là chúng ta sợ, rồi chúng ta là thôi thì hôm nay không làm, tuần sau làm cũng được, mà tuần sau không làm thì tháng sau cũng làm được, thì chắc chắn là cái việc mà không những ngành y tế mà nó sẽ nhiều ngành khác nó sẽ bị chi phối như vậy. Để khắc phục những cái chuyện vừa rồi ta nói, nào là vô trách nhiệm này, nào là đùn đẩy này, nào là sợ sai này, tất cả thứ đó, thì chúng ta phải hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường và tự chủ và cho họ tự quyết. Còn hệ thống kiểm tra giám sát của nhà nước, của xã hội thì nó lại khác. Nó phát hiện ra ngay anh tự quyết có đúng hay không, chứ không phải là cái hệ thống ấy là mù cả đâu. Khi chúng ta đã xây dựng cái hệ thống kiểm tra giám sát ấy, hệ thống đó nó không phải là hệ thống mù đâu, đó, nó sẽ phát hiện ra. Cho nên chúng ta phải tin vào cái đó, và chúng ta giao quyền tự chủ rồi thì phải có quyền tự quyết. Cho nên để bệnh viện họ không nhận quyền tự chủ rồi lại trả lại hưởng bao cấp thôi. Mà hưởng bao cấp tức là trách nhiệm của mình nó nhỏ đi, đó, đun đời của mình nó phải lớn lên, vân vân. Thì cái chỗ đó là tôi cho giải pháp. Vậy ở đây giải pháp là gì? Phải lồng được cái giải pháp quản lý nhà nước trong từng doanh nghiệp, trong từng bệnh viện cơ quan, trong tổng thể cái mô hình quản trị quốc gia. Và cái mô hình quản trị quốc gia thì ông nhà nước ở tầm vĩ mô đấy phải suy nghĩ rất là kỹ để làm nào để huy động được tất cả các nguồn lực, không để phí một nguồn lực nào, và đồng thời đấy nó lại hợp lý, nó không thiên về bênh vực lợi ích nhóm nào, và nó làm lợi cho người dân. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, như vậy trách nhiệm trong hoạt động công vụ của công chức viên chức có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Có thể coi cán bộ công chức viên chức làm việc chưa đủ để tạo ra kết quả theo yêu cầu là chưa hoàn thành trách nhiệm, cần có quy định cụ thể hơn và chế tài xử lý nghiêm khắc. Thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của cán bộ trong suốt quá trình thực thi công vụ để phát hiện sớm các khiếm khuyết, thiếu sót nhằm cảnh báo và khắc phục kịp thời. Không chờ đến lúc cán bộ bị kỷ luật, bị truy tố mới phát hiện ra họ đã thiếu trách nhiệm. Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc một số bộ, cơ quan, địa phương có tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, đẩy việc lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác. Để chấn chỉnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng quyết định công việc theo thẩm quyền, không trình Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng những công việc thuộc thẩm quyền. Các bộ trưởng cũng không được chuyển công việc của mình sang bộ khác. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý không lấy ý kiến của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, ảnh hưởng tiến độ xử lý công việc. Bộ được lấy ý kiến phải trả lời đúng hạn, chính kiến rõ, không chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh. Quá thời hạn, nếu cơ quan được lấy ý kiến không trả lời thì được coi là đồng ý với quan điểm của bên xin ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công điện cũng nêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không trình báo cáo công việc của mình lên Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan trung ương, không lạm dụng lấy ý kiến cơ quan trung ương để né tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu bổ sung ngay quy trình phân công công việc để cá thể hóa trách nhiệm từng khâu. Nơi nào đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để chậm trễ sẽ bị kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân. Người dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo về lợi ích chung sẽ được biểu dương khen thưởng. Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ phải nhanh chóng đề xuất giải pháp, hoàn thiện quy định, tạo hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ, công chức yên tâm thực thi công vụ và cụ thể quy trình để không ai đùn đẩy trách nhiệm. Các công việc này cần báo cáo Thủ tướng trong tháng 5. Riêng dự thảo nghị định khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá về lợi ích chung, báo cáo sau đó 1 tháng. Vâng, xin được quay trở lại cuộc trò chuyện. Vậy thì theo hai vị khách mời, làm thế nào để cá nhân hóa trách nhiệm từng khâu đạt được hiệu quả thiết thực ạ? Mô tả vị trí việc làm mà không rõ và không quy trách nhiệm, không giải trình được trách nhiệm, cái đó là cái lỗi của cái bộ máy. Nhưng mà tôi là cá nhân là chúng ta cũng phải đóng góp vào đây sửa chữa cái lỗi đó. Chúng ta bây giờ phải luôn phải nhớ là cái cá thể hóa trách nhiệm là gắn với vị trí việc làm của anh, và anh phải trách nhiệm, anh phải giải trình cái trách nhiệm đó. Đó là cá thể hóa trách nhiệm đấy. Đấy là cá thể hóa trách nhiệm, chứ không chung thôi, nhóm này nhóm kia, bệnh viện này bệnh viện kia, chi bộ này chi bộ kia, không chung nữa, mà phải từng cá nhân một. Nghị quyết đã có rồi, chủ trương nó có rồi, cơ chế có rồi, luật pháp có rồi, giao cho anh việc là anh phải làm. Đây là cá thể hóa trách nhiệm đấy. Anh không làm được thì anh phải chịu trách nhiệm. Anh chịu trách nhiệm có mấy cái, anh có công thì được thưởng, anh có tội, anh có sai phạm thì anh bị chịu chế tài, trừng phạt, có thế thôi. Đó. Trong cái trừng phạt nặng nhất là đuổi ra khỏi hệ thống công vụ. Anh làm công vụ phục vụ dân mà anh không có, anh vi phạm đến mức độ đấy thì anh ra khỏi hệ thống công vụ cho người khác làm. Nói cho cả mọi thứ nói, ai không muốn làm thì đứng ra một bên, đứng bên đây thực ra là ra khỏi cho người ta làm. Đó. Chứ anh ở đây anh làm ấy, cứ dở đực dở cái. Đó. Cũng chả phải tư nhân, cũng chả phải nhà nước. Rồi anh làm nhà nước thì một chân nhẹ, chân trong, còn chân ngoài, anh bắt tay bên ngoài thì lợi ích nhóm ấy cài cắm thì lại nhiều. Mỗi một ngành, mỗi một lĩnh vực thì khi mà để xác định cái công việc nó có chạy hay không, nó có tốt hay không thì nó sẽ vào từng vị trí việc làm. Mà vị trí đó nó sẽ liên quan đến cán bộ công chức mà chúng ta tuyển. Trong trường hợp mà chúng ta không phân vai cụ thể cho họ thì đương nhiên họ chỉ cần biết là vào làm cuối tháng nhận lương thôi. Còn đâu làm kết quả thế nào thì do lãnh đạo tự quyết định, chứ họ không chịu trách nhiệm về cái công việc của họ. Thì tôi nghĩ rằng là cá thể hóa cái vị trí vai trò việc làm của cán bộ công chức nhà nước trong từng việc của họ, cái đó là rất cần thiết. Bởi vì nếu cơ quan nào, đơn vị nào mà chưa làm được cái đó thì trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta phải phân vai ra thì lúc đó chúng ta sẽ định lượng được. Cái vấn đề thứ hai để cá thể hóa được thì có đề xuất, bởi cái này nó cũng liên quan một chút đến cơ chế. Tức là vị trí việc làm thì chúng ta phải tuyển dụng, mà tuyển dụng bổ nhiệm thì chúng ta phải tìm người tương xứng với trình độ chuyên môn của họ. Trên thực tế thì một số ngành, một số lĩnh vực, một số vị trí việc làm ấy, là chúng ta tuyển trái với cái chức năng đào tạo của họ. Ví dụ họ làm về kỹ thuật nhưng mà chúng ta lại tuyển dụng họ vào vị trí liên quan đến công tác văn phòng hoặc các công tác khác, tức là không đúng cái chuyên môn mà họ được đào tạo. Thì dù chúng ta có yêu cầu họ đến mức cấp cao hoặc cấp thấp thế nào thì họ cũng sẽ không làm tốt. Vâng, nơi nào đùn đẩy, né tránh và thiếu trách nhiệm để chậm trễ thì sẽ bị kiểm điểm, xử lý tập thể cá nhân. Vậy thì nội dung này cần phải được triển khai kịp thời ra sao và bằng những cái giải pháp khả thi như thế nào ạ? Ở góc độ liên quan đến xử lý tập thể và cá nhân thì tôi có thể đề xuất là trong khâu mà chúng ta xử lý đối với tập thể thì chúng ta lại phải định lượng những con người trong tập thể đó. Ví dụ tập thể đảng bộ, ban chấp hành có bao nhiêu con người? 15 con người. Chúng ta liệt kê nó ra. Và những người này đảm nhận những vị trí này liên quan đến nghị quyết của tập thể đó thì người ta tham gia vào vị trí vai trò nào. Bởi vì trong mười mấy con người đó thì sẽ có những người là người tham mưu trực tiếp, là người có ý kiến đóng góp trực tiếp, và những người khác có ý kiến tham mưu, bởi vì nó liên quan đến từng cá nhân phụ trách từng mảng. Mà nếu nghị quyết đó mà liên quan đến cái mảng mà người đó phụ trách thì người đó phải là gì, chịu trách nhiệm chính đã, và sau đó tiếp tục sẽ từng bước cho từng người một. Thì lúc đó chúng ta mới trong một tập thể thì mai này khi mà nó là, bởi vì ngoài việc xử lý ra thì chúng ta còn có cái việc là mang tính phòng ngừa. Một tập thể khác, những con người khác khi họ quyết định những vấn đề cũng liên quan tập thể của họ thì họ sẽ thấy trước đây có những tập thể như thế này, từng cá nhân phải chịu trách nhiệm về nó. Thì khi họ quyết đáp những vấn đề lớn, thực hiện công tác giám sát, thanh kiểm tra hoặc là thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn thì họ sẽ thấy rằng cái trách nhiệm của họ nó sẽ gắn liền với tập thể ra sao. Thì lúc đó trong quá trình họ đưa ra những cái quan điểm, những tư tưởng, những vấn đề, những cái ý kiến của họ thì chắc chắn là họ sẽ ý kiến sẽ xây dựng, ý kiến đó sẽ mang tính gì, mang tính tập thể. Trong cuộc sống hay là trong công việc hệ thống công vụ thế thôi, có những cái việc nó liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều tổ chức nói vì cái cọng rau, cái con cá, cái con lợn đó thì liên quan đến là Bộ Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ. Thế thì cứ có một khi có cái xuất hiện cái lỗi gì đấy chẳng hạn thì là bây giờ trách nhiệm cũng phải quy vào ai. Đấy, cái đấy là có. Và chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết nhiều rồi nhưng mà bây giờ tình trạng nó vẫn có thể xảy ra. Đó. Những người ta bảo là cái này là thực phẩm này bẩn là bởi vì do Bộ Y tế, người ta bảo do Bộ Nông nghiệp, do cái loại chất hóa chất nhiều quá, rồi là cái người thì bảo Bộ Khoa Công nghệ không quy định rõ cái này có độc hại hay không, vân vân. Hoàn thành cái thể chế cái này, quy định thật rõ cái này. Theo cái hướng tức là một việc thì mỗi người làm. Một người thì có thể làm nhiều việc nhưng một việc một người chỉ có làm một cái việc thôi. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái vị trí việc làm. Nếu anh mô tả vị trí việc làm không rõ đấy, anh làm lấy lệ gọi là vị trí việc làm, nhưng thực chất bản chất đó là cái không vị trí việc làm, là hệ thống chức nghiệp chú trọng đầu ra, chú trọng thời gian, chú trọng lòng trung thành, không có tính đến hiệu quả, không có tính đến chất lượng, thì nó vẫn cứ xảy ra cái chuyện đùn đẩy. Tôi nhớ một tác phẩm rất là lớn của ông David Osborne, ông viết là phải đổi mới cái quản lý nhà nước theo mô hình doanh nghiệp. Nếu bây giờ chúng ta làm trong hệ thống công vụ đó, mà nếu chúng ta đi tham khảo các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có truyền thống làm ăn đàng hoàng, thì vị trí việc làm của nó rất rõ ràng, không cãi được. Lương thưởng hay là trách nhiệm nó nằm ở đấy. Ta thì cái này là chưa làm được bởi vì có mấy cái lý do. Một là chúng ta nhận thức về cái vị trí việc làm và thiết kế cái vị trí việc làm cũng chưa rõ. Cái thứ hai là hệ thống công vụ là phục vụ công, cho nên nhiều khi có những việc nó liên quan, nó chồng lên nhau. Và cái thứ ba là do cái tập quán của thời tập trung quản lý bao cấp, chúng ta cứ làm theo kiểu cứ rứa với nhau, bằng lòng nhau là được, thì chúng ta có lẽ phải sớm khắc phục cái này. Thì cho mình quy định rõ được cái trách nhiệm, phần việc của ai, trách nhiệm của ai. Anh muốn đùn cũng được, vì sao anh đùn đi đâu được, trách nhiệm của anh rõ, anh quy định đến rồi mà anh đùn đi đâu được, đúng không? Thế vì hiện nay trong thực tế, trong hệ thống công vụ chúng ta thì có một cái hai cái loại bây giờ còn phải nghiên cứu để mà đưa ra các cái biện pháp. Một cái loại là cán bộ năng động sáng tạo vượt rào nhưng lại bị thi hành kỷ luật, thì một cái loại thì đùn đẩy cái này ấy, thì đôi khi lại không bị thi hành kỷ luật. Thì hiện nay đang bàn cái chuyện bây giờ làm thế nào những cái anh sáu giám này phải bảo vệ anh ấy, thì cái này cũng khó. Thế nhưng mà cũng phải bàn cái anh mà bây giờ anh đùn đẩy đấy phải xử lý thế nào, cũng phải bàn chứ, phải bàn nhiều, tôi cho phải bàn nhiều. Mà như anh Hà nói, trước khi anh phải làm cái tròn vai của anh đại giao đã. Tôi nói sáng tạo cái gì cả, sáu giám cái gì cả, nhưng được cái trách nhiệm giao cho anh theo cái vị trí là mày làm tròn vai đã, và tôi phát hiện ra cái việc này không tròn vai, đùn đẩy, tôi phải xử lý đã. Thế thì nếu anh đùn đẩy nó ít dần đi. Thì ở đây thì cũng vừa thực trạng nhưng mà vừa giải pháp. Từ cái chỗ này là về lâu dài là phải hoàn thiện cái hệ thống công vụ chúng ta. Vâng. Đấy, rồi là phải các cái vị trí việc làm phải xác định rất rõ, luật pháp liên quan đến cái việc mà trách nhiệm của ai phải rất rõ, phải xử lý những ai trong cái trách nhiệm, phần trách nhiệm tôi nói đấy. Nếu mà làm tốt nhiệm vụ, giải trình mà tốt thì được tôn vinh, được tưởng thưởng. Còn mà anh làm không đúng, giải trình thấy rõ rồi thì phải xử lý thật nghiêm, có chế tài thật nghiêm, thích đáng. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời, và một lần nữa cũng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Thưa các đồng chí, thưa quý vị, có thể thấy đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vốn không phải là mới. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay thì đây là vấn đề mang tính thời sự rất cao. Thực tế cho thấy là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của từng vị trí việc làm và chức danh của cán bộ, công chức hay viên chức. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện cơ chế giám sát của người dân, tổ chức đối với hoạt động công vụ nhằm khắc phục kịp thời khiếm khuyết và xử lý nghiêm vi phạm. Bên cạnh đó, cần khẩn trương cải cách hệ thống chính sách tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình luận đàm tuần này với chủ đề Phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ thiếu trách nhiệm. Trân trọng cảm ơn các đồng chí cùng quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.